ơi, tim lọc TV đã ăn chưa xong rồi, bây giờ sẽ chọn nước uống nhá. Đây này, ở đây một làn nước này, rất là nhiều nước luôn. Đấy, em Linh, chọn nước nào? Nước này. Đây, em Linh uống nước Coca các bạn ạ. Thế còn em Tú uống nước nào? Chọn nước này. Rồi, Minh Anh? Em uống nước Tinh. Được rồi, mình thì uống nước này các bạn trà ạ. Trà mật ong. Đấy, mình uống nước trà mật ong. Mời tất cả các bạn uống nước với Tim Lộc TV nha. Ăn xong Tim Lộc TV uống nước giải khát các bạn ạ. Mời các bạn. Mời các bạn uống nước của mình. Mình mời tất cả các bạn uống nước rau thật. À, trời ơi, chịu luôn. Uống cái kiểu gì? Các bạn ơi, nước xí tinh có vị dâu các bạn ạ. Nước này của mình nó chua chua ngọt ngọt, có vị của trà xanh. Của mình nó ngọt, nó chua, nó vị dâu các bạn ạ. Được rồi, bây giờ các em có muốn đi ăn gì nữa không? Thôi chị ơi, ăn uống no rồi, giờ đi mua đồ xong rồi về chị ạ. Đi nhanh thôi, muộn này. Được rồi, bây giờ các bạn hãy cùng đi theo chân chị em mình xem mua được những gì nhá. Wow, các bạn ơi, ở đây bán rất là nhiều mì tôm luôn này. Đấy. Ui, sản phẩm đến từ Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Quá wow, các bạn ơi, vậy là các sản phẩm của các tỉnh đều bán tại đây. Vậy là fan của mình ở tỉnh nào cũng có, mình sẽ mua ủng hộ luôn nha. Đây, mình sẽ xem những món mì độc và lạ mình mua nha. Các bạn ở đây thích ăn mì gì nào? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nha. Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra món mì tương đen nè. Đấy, món mì này khá là lạ luôn. Thế các em có muốn ăn mì tương đen không nào? Em có. Được rồi, vậy thì chị sẽ mua 6 gói. Rồi. Mì tương đen này chị em mình cũng chưa ăn bao giờ, cho nên mình sẽ mua 6 gói luôn. Tăn 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 tăn. Ui chị ơi, chị ơi. Cái gì? Bơ. Wow, bơ nè. Đúng lúc nhà mình đang hết bơ. Đấy, hôm nay mình sẽ mua một hộp bơ về thỉnh thoảng làm bát dăm bơ cho các em ăn. Đây. Đấy, tân tân. Rồi, cho giỏ hàng. Đi tiếp tìm những món độc và lạ. Các em thích cái gì thì hô lên nha. Ủa chị ơi, chị ơi. Cái gì? Sô-cô-la. Wow, sô-cô-la nè. Đấy, sô-cô-la nè các bạn ơi. Thế các em có thích ăn sô-cô-la không? Em có. Được rồi, mua luôn một chai. Thế mua luôn hai chai luôn. Vâng. Lấy một chai dâu cho nó ốt xà lách này. Đấy. Các em còn muốn ăn cái gì nữa không? Em không. Không mua cái gì nữa chứ? Ok. Wow, đây nè các bạn ơi, ở chỗ dãy này bán rất là nhiều kẹo luôn. Wow, ở chỗ này mình thấy có cả máy bán kẹo nữa nè. Wow, rất là đẹp mắt và lạ luôn. Mình sẽ mua cho em Lộc 2 cái luôn. Đấy, một cái màu vàng và một cái màu xanh. Rồi. Wow, ở dưới này mình còn thấy cái hộp kẹo gì đó. Nhìn cũng rất là lạ luôn, mình không biết tên. Mình cũng sẽ mua cho em Lộc một cái. Đấy, cái màu tím nè. Ở đây người ta bán rất là nhiều kẹo các bạn ạ. Mình đi xem còn kẹo gì lạ nữa không. Đấy các bạn ạ, vậy là hành trình đi lên phố giải ngố của Tim Lộc TV đến đây cũng là kết thúc rồi. Các bạn muốn Tim Lộc TV lên phố giải ngố tiếp thì hãy comment ở phía dưới nha. Và các bạn đón xem video nhớ like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ chị em mình nữa nhé. Chào các bạn! Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.